Mừng ngày sinh nhật của mi, mừng ngày sinh nhật của mi, mừng ngày đó mi sinh ra đời. Happy birthday to you. Rồi đó mi đâu? Vậy vậy. Đốt đốt lên này, đốt lên lại. Đốt lại đó đó mi 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 đâu? Mi đâu? Ôm. Việc này nhưng mấy còn hai tuổi á. Không. Đâu lại, đâu lại. Đâu lại. Đốt lại nha. Hôm nay sinh nhật mẹ mà Suke ướt rồi mọi người. Sinh nhật mẹ mà Suke ướt rồi sao? Suke xin quen con, xin quen mẹ. Wow, vỗ tay. Rồi mẹ kết bánh kem đây, mẹ bắt kết bánh kem đây. Đây 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 cho mẹ cái lấy cái ấy đi, lấy cái dĩa con mày. Em ở đây không có hả? Có dĩa, có dĩa. Cái dĩa đâu? Dĩa dữ á. Cái kia, cái kia, cái kia. Lấy cái dĩa con, lấy cái dĩa. Lấy dĩa cho nó. Cái dĩa này đổ đâu cậu? Rồi đó về mấy cái kia. Cái kia là 7 trên 90 phần em. Cái kia 10 phần đó. Chào cô Ái. Ái chị Mai. Rồi cứ kết ra kết nhiều ra đi. Mấy dĩa, có mấy cái dĩa nè. Lấy cái chén này con, lấy cái chén này. Đây, hôm nay sinh nhật bé Ba mà. Quả hôm nay sinh nhật mẹ mà. Coi bé Ba này, đậu mũ của mẹ nè mọi người ơi. Y như sinh nhật của bé Ba vậy đó. Wow. Cực kỳ ngon. Đang quay nha. Đang quay YouTube á. Sự kiện vui lên nha. Chúc mừng mẹ. Chào nói nha thôi. Chúc mừng sinh nhật mẹ rồi nha. Hả? Ba, chúc mừng sinh nhật mẹ ơi. Ba. Ừ. Chúc mừng sinh nhật mẹ chưa? Để chúc sinh nhật mẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vô dĩa con. Có dĩa nó hút thịt trần. Ôi dưới. Ôi dĩa này. Nó đuối vô tay giùm mày không? Đầu đi coi bé đứa con nhái Dương My xem.